nơi này là nơi giáp giới giữa Thanh Khâu và Dực Giới. Dạng năm nay đều như vậy hết, đi thêm nửa canh giờ nữa có lẽ sẽ tới Thanh Khâu đó. Nơi này rất kỳ lạ, ta không thể dùng được thuốc đăng dân, để phải thật cẩn thận. Trước đây ta có nghe Đông Hoa Đế Quân và sư phụ nhắc tới Dực Giới, nói Dực Quân là người có giả tâm lớn, sau này sẽ có một trận chiến ác liệt với thiên tộc. Tại sao phải có trận ác chiến? Vì giả tâm. Có điều nói tới Dực Quân, hình như đệ từng nhìn thấy dung mạo của ông ta rồi đó. Hả? Ừ. Cẩn thận. Nói, vì sao muốn hại bọn ta? Sao bọn chúng không nói tiếng nào mà tự sát hết rồi? Chúng ta còn chưa ra tay nữa mà. Tiếng hít sau đó là ám hiệu ra lệnh cho họ tự sát. Đi mau. Đại ca, y phục bọn họ mặc nhìn rất kỳ quái, không giống những người chúng ta muốn tìm, cũng không giống người Dực tộc. Không sai, bọn chúng là thiên tộc. Thiên tộc hả? Thiên tộc thì đã sao nào? Ta đã sớm muốn khiến chúng phải cúi đầu xưng thần, trở thành tù nhân của chúng ta, thống nhất tứ hải bát quan. Được đó. Chỉ có điều, người thiên tộc nhìn cũng rất là xinh. Khi nào chúng trở thành tù nhân của chúng ta, cho muội chọn hai tên đem về cung. Đó là Dực Quân Kình Thương sao? Tiểu tiên quanh năm sống ở Thập Lý Đào Lâm, lần đầu tới đây, không ngờ lại bị lạc đường. Là người của Chiết Nhan sao? Tiểu tiên chính là tiên sứ của Chiết Nhan Thượng Thần. Chiết Nhan và Thanh Khâu trước nay là một. Từ sau khi Bạch Chỉ kế nhiệm Hồ Đế, đã không can dự vào ân oán giữa thiên tộc và ma tộc cũng như là dược tộc, cũng giữ cho Thanh Khâu được thái bình hơn vạn năm. Đúng vậy, thượng thần nhà tôi đã dặn dò đừng can dự vào chuyện của thiên tộc, ma tộc và cả dược tộc, giữ Thập Lý Đào Lâm thanh tịnh bình yên. Dự quân, trong đường đều là thi thể của phản quân. Là do hai vị tiên sứ làm hay sao? Vì hai chúng tôi bị lạc đường, những người này đột nhiên tập kích chúng tôi, chưa hỏi tiếng nào đã rút dao liều mạng. Chúng tôi cũng chỉ bảo vệ tính mạng thôi mà. Chết hay lắm. Bổn quân đuổi theo bọn chúng đến đây, muốn giữ lại vài tên tù binh để tra hỏi, lại bị hai vị tiên sứ giết cười diệt khẩu rồi. Bỏ đi, kể từ hôm nay
ai dám ngăn cản ta thống nhất tứ hải bá quan sẽ có kết quả như vậy. Nói đúng lắm. Vậy chúng tôi xin phép cáo lui trước. Kim Nghệ Thú, người đến là khách, mời hai vị tiên sứ đến làm khách đại tử Minh Cung. Hồi cung. Việc quân này sao lại đưa chúng ta về cung? Có thể Chiết Nhan trong vạn năm nay đã từng đắc tội với hắn. Nhưng ở đây là đại tử Minh Cung, đệ tử thiên tộc chúng ta không thể phát huy pháp lực, đến kiếm ta cũng không thể nhấc lên được. Chỉ có giới phẩm thượng thần mới có thể đi lại tự do. Tiểu tiên sứ, công chúa điện hạ. Sao ngươi biết ta là công chúa điện hạ? Dáng người uyển chuyển nhu mì, dung mạo lại xuất thần, lại có thể làm tam quân khiếp sợ, dĩ như là công chúa điện hạ rồi. Người ta nói thiên tộc cao cao tại thượng, ta thấy ngươi rất đặc biệt đó. Công chúa nói như vậy là không đúng rồi. Thượng thần chúng tôi đã quy ẩn vườn đào từ lâu, không màng thế sự, cho nên hai người chúng tôi không tính là thiên tộc được. Tốt nhất là như vậy. Phụ quân ta hận nhất là thiên tộc. Người đã thành thân chưa? Tôi hả? Rồi hả? Chưa. Thật sao? Vậy thì tốt. Công chúa đó để ý đệ rồi. Huynh đừng có nói giỡn nữa mà. Gia quan thượng thường nhìn sư phụ cũng giống vậy đó. Cạn đại ca. Cùng qua đây. Cạn. Nào, uống đi ta. Uống đi. Mời. Tưởng lượng thiệt là tốt. Đẹp lắm. Để cho ta xuống. Nào, uống. Uống đi. Uống tiếp, uống tiếp. Tướng quân uống tiếp đi. Giỏi quá đi. Việt quân. Này đi. Ngồi đi. Rồi, mời nghe một ly. Mấy người ngoại tộc các người, ngồi thì cứ ngồi, không phải quỳ làm cái gì chứ. Cứ ngồi cho thoải mái. Uống thêm đi. Hay lắm, hay lắm. Mời. Uống đi. Uống đi. Đây, uống uống. Cạn nha. Thượng tiên. Yên chi, nghĩ ca của con đâu? Hình như vẫn chưa về cung. Ở trong cung mỹ nhân vô số, nó cứ suốt ngày hạ giới tìm thú vui, đâu có ra dáng một hoàng tử đâu chứ. Nhị ca, vì hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, chắc là vì vậy nên mới không đến. Chị thiên sứ kia, tại sao không thấy người mở miệng nói câu nào? Lẽ nào ngươi không thích sự chiêu đãi của đại tử Minh Cung ta sao? Không phải quân thượng, tiểu tiên không có tài ăn nói, chỉ sợ nói nhiều là mất hứng thú của quân thượng. Làm gì có. Quân thượng, tiểu tiên kính ngài.
Thiên chất của ngươi cũng không tệ, bổn quân rất thích ngươi. Giật quân quá khen rồi. Hay là ngươi hãy theo bổn quân làm nghĩa tử của ta, ở lại Đại Tử Minh cung này. Nhìn thấy ngươi tới đây, bổn quân chợt nghĩ, lẽ nào đây là ý trời đưa nghĩa tử như ngươi đến bên cạnh bổn quân ta. Ta tuy là có hai trai một gái, nhưng mà vẫn muốn hỏi ngươi liệu có bằng lòng chấp nhận duyên phận phụ tử này không. Chuyện này sao vậy? Lẽ nào Đại Tử Minh cung của ta không sánh được với ngươi à? Không, quân thượng, chỉ là tiểu tiên cần về hỏi ý cha mẹ ở nhà. Không cần đâu. Nhưng việc bái nghĩa phụ vốn là chuyện lớn, phải được phụ mẫu cho phép. Chuyện nhận nghĩa tử này chỉ cần hai bên tự nguyện, không cần sự cho phép của người nhà. Nhưng Quân thượng vừa nói chuyện nhận nghĩa tử chỉ cần hai bên tự nguyện là được, vậy ít nhất cũng phải hai bên đồng ý chứ. Bổn quân là chủ nhân Dực tộc, nhận tình nghĩa tử còn phải thương lượng với người khác hay sao? Quân thượng không thể nói như vậy được. Quân thượng xin bớt giận trước. Nếu như quân thượng thật sự muốn như vậy, cũng nên hỏi thượng thần nhà tôi trước chứ. Chiết Nhan. Dạ đúng. Ngươi tưởng ngươi tự xưng là người của Chiết Nhan thì có thể thoát được ta hay sao? Năm ngoái trong ngày thọ thần của Thiên Quân, khi bổn quân quá thành tiểu tiền sứ, tới đó dâng lên lễ mừng, rõ ràng thấy ngươi đứng bên cạnh Mặc Quyên thượng thần, cứ luôn miệng gọi hắn là sư phụ. Hai tiểu tiên các người căn bản không phải là người của Chiết Nhan, mà là bọn đệ tử của Côn Luân Hư. Bắt chúng lại. Thả ta ra. Đưa xuống dưới chia ra giam giữ. Tiểu tiên sứ, nghĩ cho kỹ đi. Muốn bị băm ra thành trăm mảnh hay là ngoan ngoãn chấp nhận làm nghĩa tử của bổn quân? Đi, đi lên. Muốn nhận người của Công Luân Hư à? E là có động cơ thầm kín, đang muốn khởi binh tạo phản. Tạo phản? Sợ gì chứ? Khởi binh tạo phản là chuyện của họ, không liên quan gì tới bổn hoàng tử ta. Còn với mỹ nhân nàng cũng không có liên hệ gì hết. Gia quan thượng thần thích sư phụ, bắt ta. Dực quân muốn thu nhận nghĩa tử cũng lại bắt ta. Sống mấy vạn năm rồi, Thanh Khâu Bạch Thiển ta, con gái đế quân,
bị đối xử chẳng ra gì. Pháp thuật cũng không xài được. Tiểu tiên tỉnh rồi. Tiên sứ muốn dùng bữa trước hay là tâm sự với bọn ta trước? Không, không. Thông thường lúc ta ở thiên giới, mỗi ngày ta phải tu luyện. Tâm sự hay là để lúc khác đi ha. Uống rượu hưởng lạc còn phải chọn lúc nữa sao? Thật là vô vị. Đúng vậy. Công chúa, đi đi. Bẩm vị quân, nhị hoàng tử thiên giới mang theo ân thưởng của năm nay đến, đang đợi người ở thiên điện. Ân thưởng? Nó là thọ thần của thiên quân, ân thưởng cho chư hầu tứ hải và diệt giới. Cái lão già đó, mỗi năm đón sinh thần đều muốn ân thưởng cho tứ hải bá quan. Hắn thật sự cho là bổn quân sẽ giống như bọn tứ hải thủy quân cúi đầu xưng thần với hắn hay sao? 30 vạn năm rồi, thiên tộc của hắn làm chủ thiên hạ này cũng đã quá lâu rồi, nên đổi người thôi. Đuổi hắn về cho ta. Dạ. Được rồi, lùi xuống hết đi. Khởi tấu phụ quân, kinh thương của dược tộc không biết tốt xấu, không những không nhận ân thưởng, còn không cho nhi thần bước chân vào cửa. Dược quân ngày càng không ra thể thống gì, đến ban thưởng của bổn quân cũng trả gì. Mấy thứ đó cũng đâu có gì đáng giá đâu chứ. Đế quân có điều không biết, lần này dược quân kình thương tự ý làm càn, bổn quân chỉ lo sẽ có một ngày hắn khởi binh tạo phản, gây họa cho tứ hải thôi. Đã có mặt quyên, thiên quân còn sợ cái gì nữa? Nhưng Đông Hoàng Chung quỷ diệt thiên địa lại nằm trong tay hắn. Đông Hoàng Cung là do Mạc Quyên tạo ra, Mạc Quyên sẽ tự có cách để khắc chế nó. Mạc Quyên không sợ, thiên quân sao lại phải sợ chứ? Không thấy cửu sư đệ và tiểu thúc thất mấy ngày rồi, có cần bẩm báo với sư phụ không? Năm xưa phụ thần đem Đông Hoàng Cung tặng cho dực tộc, dành sự liên minh cho hai tộc, đổi lấy mười mấy vạn năm thái bình. Lại không tính được ngày hôm nay, Đông Hoàng Chung có sức hủy diệt đó, lại trở thành tai họa ngầm của thiên tộc ta. Còn các vị thủ lĩnh khác thì sao? Chuyện này lại không đến. Nay loạn trong giặc ngoài của thiên tộc đã cùng lúc ập đến, đế quân có kế sách gì không? Kế sách? Thiên quân không phải đã nghĩ đến việc liên hôn với Thanh Khâu sao? Đúng vậy, hồ đế của Thanh Khâu
có quan hệ mật thiết với chiếc nhan của thập lý đầu lâm. Nếu như liên hôn, thiên tộc, phụng tộc và cửu dĩ hồ sẽ cùng lợi ích không thể tách rời. Đến lúc đó nếu phải đánh một trận lớn, phần thắng cũng cao hơn nhiều. Không sai. Không sai. Phải mau chóng hành động. Ta nghĩ là mấy cái tên thủ lĩnh đó có phải đang trốn không? Chắc vậy. Suy cho cùng họ cũng cùng huyết mạch với chúng ta, dù sao cũng không thể để Dực tộc làm bá chủ. Mấy chuyện này phức tạp lắm. Phải đâu là phức tạp. Khó mà nói trước được. Khó mà nói trước. Phải phải đâu. Tình thế ngày càng căng thẳng. Đúng vậy. Không như lúc trước. Đúng vậy đâu. Ê, xin hỏi tiên hữu, vị vừa nãy là thần tiên phương nào vậy? Đông Hoa đế quân. Đông Hoa đế quân hả? Người mới tới à? À, vừa rồi tại sao nghe nói cái gì thiên quân cũng đều nghe theo vậy? Mười mấy vạn năm về trước, Đông Hoa đế quân cũng là chủ của trời đất này, chủ nhân của tứ hải bát quan. Sau đó bốn bề thái bình, đế quân thì chủ động nhường lại ngôi vị của mình nắm giữ. Vì vậy mới có thiên quân của ngày hôm nay. Người nhân gian gọi là Thái Thượng Hoàng, đúng không? Đế quân chính là Thái Thượng Hoàng của thiên tộc. Đa tạ tiên hữu đã chỉ bảo. Không có gì. Ê, vẫn chưa biết phong hiệu của tiên hữu. Ta là Ti Mệnh Tinh Quân, thuộc hạ của Đông Hoa đế quân, cai quản số kiếp của người Phật. Quá ra là Ti Mệnh Tinh Quân. Đại sư huynh. Đại sư huynh vẫn chưa tìm được. Cửu sư đệ và thập thất đã mất tích 7-8 ngày nay rồi. Rốt cuộc là đã đi đâu chứ? Lại gây quả nữa rồi. Lần này còn liên lụy tới cửu sư huynh nữa. Để không sợ họ xảy ra chuyện sao? Thập thất con người để ấy biết nói lời ngon tiếng ngọt, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Không đâu không đâu. Để ấy, chắc để ấy lừa cửu sư huynh ra ngoài uống rượu rồi đó. Thường ngày mấy để ấy cũng hay xuống nhân gian, mở sập hàng xem bói toán để tiêu khiển mà. Nói không chừng ngày mai sẽ quay về thôi. Ngoài gia quan thượng thần ra, cung lương hư chúng ta cũng không đắc tội với ai khác. Nói đi phải nói lại, cho dù gặp phải chuyện gì, thập thất cũng không để mình bị thua thiệt. Ta lại không lo lắng các đệ ấy chịu thua thiệt, mà là cái gì? Sư phụ từng nói, ngày mà thập thất thăng cấp thượng tiên là vào những ngày này. Cái gì? Đệ ấy tuy học nghề được 2 vạn năm, nhưng lại không tính ra được thiên kiếp sẽ rơi xuống sao? Ở đâu và vào lúc nào. Nếu rơi vào mấy ngày này sẽ có rắc rối lớn đó. Thiên kiếp? Thăng cấp thiên kiếp? Nếu thập thất trong mấy ngày này gặp thiên kiếp, cho dù có cổ sư đệ tương trợ cũng rất nguy hiểm. Không đợi được nữa, vị sư đệ, để ở lại cung Lương Hương, đợi sư phụ xuất quan rồi thông báo với người. Ta và các sư đệ khác sẽ đi tìm khắp nơi, nói không chừng có thể gặp được họ. Dạ. Đại sư huynh, đệ cũng muốn đi nữa. Giờ biết lo rồi sao? Đại sư huynh đừng có mỉa mai đệ nữa mà, mau đi thôi, chậm trễ thiên kiếp là không kịp đâu. Tiểu tiên sứ, đêm nay trong cung có trọng binh, ngươi mau trốn đi. Sư huynh ngươi do đại ca trông giữ, ta không biết đang bị giam ở đâu, ngươi chạy trước rồi tính. Đi theo chú chim này rời khỏi diện tử, đi về phía bắc, có thể xuất cung. Lừa ta cắn câu hả? Cũng không đúng, ta đã là tù nhân rồi, còn có gì để lừa nữa. Chậm thôi. Ê, may mà có người, nếu không lạc đường rồi đó. Ê, đâu mất rồi? Thời tiết hôm nay đẹp thiệt á. Qua đi. Qua đi. Y phục này của ngươi
Màu sắc hơi kỳ quái, nhưng cũng khá đẹp đó. Mua ở đâu vậy? Thanh Khâu. Ta đang không biết tặng gì cho ngày sinh thần của phụ quân. Tiểu huynh đệ, coi như là giúp đỡ người khác đi. Đưa y phục của ngươi cho ta. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đâu phải nữ nhi, có gì mà sợ. Ngươi cởi ra đi, ta kêu ngươi. Không được, ngươi đừng qua đây. Ngươi tiêu rồi, nơi này không dùng tiên pháp được. Không lẽ bị chết chìm hay sao? Ta tiếp hơi cho ngươi. Tiếp hơi? Ngươi cho là tiếp hơi phải dùng miệng sao? Ta không muốn động vào ngươi. Lạnh quá. Sợ lạnh như vậy? Giống như người phàm trần. Giờ ta là người phàm chứ là gì nữa? Đến pháp thuật cũng không sử dụng được. Ngươi là người thiên tộc à? Ngươi chắc cũng vậy hả? Bị bắt tới đây làm nghĩa tử. Ngươi nói cái gì? Làm nghĩa tử? Đúng vậy. Dực quân này không phải tiếp nhận nghĩa tử hay sao? Chắc ngươi cũng vậy chứ gì. Ta là nhị hoàng tử đại tử Minh Cung Ly Kính. Là ai hả? Thôi bỏ đi, gặp phải ngài ta cũng không thoát rồi. Ta tên là Tư Âm, thập thất đệ tử của Mạc Nguyên Thượng Thần Côn Luân Hương, bị phụ quân của ngài bắt tới đây đó. Ngươi là tên nghĩa tử mà phụ quân ta bắt tới à? Phụ quân ngài chỉ để mắt tới cửu sư huynh, đâu phải ta. Vậy ngươi là? Ta bị người ta tiện tay bắt tới đây. Được rồi, bỏ đi. Trốn cũng không được nữa. Vị hoàng tử ra tay đi. Ra tay? Ra tay làm gì? Giống như phụ quân ta bắt ngươi về làm nghĩa tử sao? Ta thà chết cũng không chịu. Ta chỉ đùa thôi, ta đâu có sở thích đó. Nếu ngươi muốn chạy thì chạy đi, ta không thích lo chuyện bao đồng. Quả ra ngựa đi. Mau theo bọn ta về. Đúng là không có phép tắc. Trong mắt các ngươi còn có hoàng tử này không hả? Vị hoàng tử, thuộc hạ không dám. Còn không lui đi. Vị hoàng tử, có biết người bên cạnh ngài là ai hay không? Vậy các ngươi nghĩ là ngày nào ta cũng chỉ biết uống rượu vui chơi, không biết đại tử Minh Cung xảy ra chuyện gì sao? Thuộc hạ không dám. Một lũ vô dụng không có não. Còn không cút mau. Dạ, dạ. Còn không lui đi. Nè, người đó chính là tên thiên tộc mà bụi mùi của ta thích đó hả? Ý ngài nói vậy nghĩa là sao? Ta nghe người trong cung nói Yên Chi thích một tên mặt trắng của thiên tộc. Mùi ấy đã chịu giúp ngươi bỏ trốn, cũng có nghĩa là mùi ấy thích ngươi thật rồi. Là hiểu lầm thôi. Không sao. Nếu mùi mùi ta thích ngươi như vậy, ta cũng không thể để ngươi bị bọn chúng bắt về được. Ta sẽ chịu khó một chút, đích thân đưa ngươi về. Về đâu? Tất nhiên đến từ chỗ nào thì về chỗ đó. Hả? Ngươi nói cái gì? Nhị hoàng tử đang uống rượu với tên Tư Âm đó, còn nói chuyện suốt đêm à? Chính mắt thuộc hạ đã nhìn thấy, bọn họ ướt đẫm mình mẩy, nói là bị rơi xuống nước. Truyền lệnh xuống dưới, đừng ngăn cản vị hoàng tử, cứ để hắn giải sầu với tiên sứ Cung Luân Hư đó đi. Để khi nào khai chiến với thiên tộc, ta có thể chớp lấy cơ hội này vạch tội hắn với phụ quân.
Nhị ca sao? Về rồi hả? Sao nhị ca lại uống rượu ở đây? Thiên tộc tiểu tiên này xinh đẹp tới như vậy, hèn gì được mùi để mắt. Nhị ca, huynh hiểu lầm rồi. Nhị ca mùi trải qua nhiều phong nguyệt, sao lại không nhìn ra chứ? Có phải mùi đồng lòng với hắn rồi không? Nhưng mà chàng là người của thiên tộc. Nếu mùi đã thích, cần gì quan tâm hắn là người tộc nào? Thiên tộc, dược tộc vốn không thể nào thông hôn. Huống hồ chi chúng ta sắp khai chiến với thiên tộc rồi. Muội muội thông minh biết được thì tốt, sao lại nhận đệ tử người ta làm nghĩa tử chứ? Hoàn toàn chỉ là mượn cớ. Phụ quân đã không kìm nén được, muốn mượn cơ hội này khởi binh tạo phản. Ừ. Nhưng ta lại không có hứng thú với việc khởi binh tạo phản. Thật sao? Vậy cái gì? Có gì thì cứ nói. Muội học đâu ra cái kiểu muốn nói mà lại không dám nói gì hả? Nếu ca ca không tán thành khởi binh, chi bằng giúp muội cứu chàng ra ngoài. Động lòng thật à? Lại đây. Nếu muội thực sự thích hắn, còn cứu hắn làm gì chứ? Muội cứ nhốt hắn lại, ép hắn nghe lời rồi vui vẻ. Không được, không được. Nếu để phụ quân biết, nhất định sẽ giết chàng đó. Yên tâm đi, nếu hắn đã là con tin thì lúc này sẽ an toàn thôi. Tiểu tử này bị ta chút không ít rượu, lần này say ít nhất phải ngủ 10 ngày đến nửa tháng. Huynh muội ta cùng dạch kế hoạch làm thế nào đưa ý trung nhân của muội ra ngoài. Nhị ca sẽ giúp thật sao? Ta hả? Có vẻ có duyên với hắn, cũng không muốn hắn bỏ mạng trong đại tử minh cung. Mẹ à, sinh rồi. Mẹ xem, là con gái đi. Con gái? Chúng ta sinh ra chỉ toàn là con trai, chỉ có Tiểu Ngũ là con gái. Bây giờ tốt rồi, đồng hồ ly của chúng ta bây giờ có thêm một bé gái rồi. Chúc mừng nhị ca có được thiên kim. Chờ suốt 10 ngày rồi mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Xem ra sau này sẽ là một đứa bé bướng bỉnh đây. Mẹ à, chắc là không giống Tiểu Ngũ đó chứ. Giống Tiểu Ngũ chẳng phải tốt sao? Hồ đế, chàng nhìn đi, trên trán của đứa bé này lại có một vết bớt đỏ, chàng coi giống mình gì? Các con xem nè. Giống Hoa Phượng Dĩ. Đúng, Hoa Phượng Dĩ. Hoa Phượng Dĩ. Mẹ thay con đặt tên cho con bé nha. Dạ. Bạch Phượng Cửu được không? Bạch Phượng Cửu hay, được. Nghe theo mẫu thân, gọi con bé là Bạch Phượng Cửu vậy. Sau này sẽ gọi con là Tiểu Hồ Ly Phượng Cửu. Cửu Nhi, Cửu Nhi à, con có một cô đang học nghệ ở Côn Luân Hư. Đợi cô con về, nhìn thấy con nhất định sẽ rất là vui đó. Nè, mau bồng ra ngoài đi, để cho con dâng Thanh Khâu nhìn một chút. Đây là tiểu đế cơ mới sinh ra của Thanh Khâu chúng ta đó. Dạ, thưa mẹ. Đi mau đi. Tiểu đế cơ. Đây chính là công chúa trưởng tôn đầu tiên của Thanh Khâu, Bạch Phượng Cửu. Cung chúc chủ đế phó trưởng tôn, cung chúc vị điện hạ phó trưởng công chúa. Rượu của dược giới này ngon thì ngon thiệt, nhưng mà mạnh quá trời. Nhị điện hạ có chỉ, các ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Tiên
sứ. Hai vị là? Nhị hoàng tử dặn dò chúng tôi đợi ở đây, đợi tiên sứ tỉnh giấc, nghênh đón tiên sứ đi tắm nước nóng. Nước. Lùi xuống hết đi. Dạ. Tỉnh rồi hả? Ừ. Thư có biết mình ngủ bao lâu rồi không? Đã tròn 10 ngày và hơn nửa canh giờ. Ta ngủ 10 ngày rồi hả? Đúng vậy. Lùi ra đi. Ừ. Ngươi đã uống hết rượu ngon ở trong cung của ta, vẫn may có ta ở bên cạnh ngươi, cho ngươi uống thuốc giải rượu mà chỉ có đại tử minh cung của ta có. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Ta ngủ 10 ngày rồi, vậy cửu sư huynh của ta sao rồi? Hắn à, đập đầu cột nhà 3 lần, cắt cổ tay 2 lần, hình như còn 2 lần lao xuống hố. Nghe nói gần đây đang bắt đầu tuyệt thực. Nghe nói cái gì? Ngươi nói xem phụ quân ta có gì không tốt chứ? Ngươi là dịch quân đã xưng bá tứ hải bát quan, sao lại không lọt vào mắt sư huynh của ngươi hả? Đương nhiên rồi, nhận người khác làm nghĩa phụ không phải là trò đùa đâu. Nè, ngài có thể đưa ta đi gặp cửu sư huynh không vậy? Vội gì chứ, nghe ta nói hết đã. Nghi thức bái thân định vào ngày mùng 3 tháng sau, mặc kệ cửu sư huynh của ngươi có chịu hay không, thiệp mừng cũng đã gửi đi rồi. Bái thân? Ừ, cũng có nghĩa là trước khi nghi thức diễn ra, không ai có thể gặp được cửu sư huynh của ngươi. Ngài cũng không gặp được sao? Đương nhiên là ta có thể rồi, nhưng ngươi thì không. Như đệ, Lâm Cam, người của phụ quân mà ngươi cũng nhắm động vào sao? Sao lại không dám chứ? Cho dù có ngày ngươi chết ở đâu đó, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng người này thì không được. Cũng chỉ là một tiểu tiên sứ làm mồi thôi mà. Các người muốn bắt Mạc Quyên, một mình Linh Vũ là đủ rồi. Người này để lại cho ta. Nếu không phải phụ quân thấy mẹ con ngươi tội nghiệp, đã sớm đuổi tên phế vật nhà ngươi ra khỏi cung. Đâu thể ở nơi này mà ăn chơi trác táng chứ. Trác táng? Ta thấy hắn là nữ đệ tử giả trai mà tên Mạc Quyên thượng thần giấu ở cung Luân Hương. Đại ca cũng không cần trách mắng ta như vậy. Ta càng sống trác táng, huynh càng vui mà, không phải sao? Được, được rồi, ngươi cứ việc chơi đi. Đợi khi chúng ta trở mặt với thiên tộc rồi, ta xem ngươi làm thế nào hả? Mỹ nhân, cô là nữ phải không? Thực ra ta đã nhìn thấu tiên pháp nữ cải nam trang của cô rồi. Cho ta biết, rốt cuộc cô có phải là nữ nhi hay không? Không lẽ hắn nhìn ra pháp thuật của mình rồi sao? Ngài, ngài đừng nói bậy nha. Mau nói thật đi. Ngài nhìn ra thiệt hả? Người của Côn Luân Hư còn không nhận ra nữa mà. Được rồi, vậy là chịu khai rồi. Ngươi là nữ nhi thật à? Chưa gì để bị ta bắt phải khai nhận rồi. Tại sao ngươi lại phải cải nam trang vào đại tử minh cung? Ngươi đang sợ phụ quân ta sẽ thu ngươi về cung sao? Ngươi không cần lo, phụ quân chỉ muốn lợi dụng các ngươi để dụ Mạc Quyên thôi. Nhưng sư huynh ngươi lại cố chấp, hắn không thoải mái như ngươi. Say liền 10 ngày. Nghe nói dạo này hình như lại đang có ý định kết liễu tính mạng. Ngài nói thật sao? Ừ. Bây giờ thiệp mời đã gửi đi rồi, làm vậy để sỉ nhục cung Luân Hư. Nếu Mạc Quyên đến,
cứu được hai ngươi thì tốt rồi. Nếu mà Quyên cũng không thể cứu nổi các ngươi thì e là ngươi và sư huynh ngươi sẽ bị rút gân lột da để ra quy với thiên tộc. Trên trời dưới đất không ai có thể đánh bại sư phụ ta. Tự tin tới vậy à? Sư phụ ta là chiến thần đó. Được được được, sư phụ ngươi lợi hại nhất. Nhưng mà ta thấy tốt nhất đừng nên khai chiến thì hơn. Hai tộc giao chiến chỉ có chúng sinh lầm than. Hay vậy đi, ngươi cứ đợi vài ngày, ta đã an bài sẵn, mùng 3 tháng sau đưa ngươi xuất cung. Sao hả? Ngài giúp ta chạy trốn. Ngươi không tin ta à? Sao ngài lại giúp ta? Chúng ta có duyên mới gặp nhau. Cho dù ngươi không nhận người bạn này, ta cũng muốn kết bằng hữu với ngươi. Được, bất kể sau này thiên tộc, dân tộc có ra sao, ta và ngài nếu đã có duyên thì cứ làm bạn trước đi đã. Ngồi đi. Ngươi muốn nói gì với sư huynh của ngươi thì cứ việc viết hết ra giấy đi. Hôm nay ta sẽ đưa qua đó để hắn yên tâm. Phải rồi, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Muội muội Yên Chi của ta đã thích ngươi rồi, chi bằng để muội ấy cùng ngươi đi ra ngoài, ngươi thề ta chăm sóc tốt cho nửa đời sau của muội ấy, được không? Ta không được, không được đâu. Ta cũng là nữ nhân mà, đừng lấy ta ra làm trò cười chứ. Vậy ngươi nói ta nghe, làm sao giải thích với muội ấy ngươi là nữ đây? Không thể nói, không thể nói được. Được rồi, nếu như ngươi là một nữ nhân, ta cũng chẳng muốn để mùi của ta cuốn ức. Giết đi. Ta là nhị hoàng tử Dực Giới. Đây là thư sư đệ ngươi viết cho ngươi. Sư đệ, mau coi đi, không ta đem đi đó. Hoàng tử sao đột nhiên lại thích thưởng hoa? Mỗi ngày tới hồ sen này mấy lần? Thỉnh thoảng phong nhã chút không tốt sao? Nè nhị hoàng tử, nhị ca, xong hết rồi à? Ừ. Lần này phụ quân phát thiệp mừng khắp nơi, sỉ nhục cung Luân Hư, nghĩ là đã hạ quyết tâm tạo phản. Nếu chúng ta cứ thả Tư Âm đi như vậy, e sau này khó mà gặp lại. Muội thân là công chúa của Dực tộc, không thể ở bên người của thiên tộc, không cần nghĩ tới có nỡ hay không. Mùi nói rất đúng, người của thiên tộc không thể ở bên người của đại tử Minh Cung được. Sư phụ, sư phụ, người mau tới cứu tụi con đi. Không được, không được, người không thể tới được. Nếu người tới thì sẽ trúng kế của Dực Quân mất. Còn ở Dực Giới sao? Ừ.
ngài lại uống say nữa rồi. Từ Âm, ta kể một bí mật cho ngươi nghe, ngươi có muốn nghe không? Ngài uống bao nhiêu rồi vậy? Rốt cuộc ngươi có muốn nghe không? Xem ra ngài thật sự xem ta là bằng hữu rồi. Ngài nói đi. Từ Âm, ta thích muội rồi. Hả? Ngài định cởi đồ ta ra hả? Nếu muội đã ngầm đồng ý, tại sao lại còn ngãi ngung như vậy? Ta ngầm đồng ý hồi nào đâu chứ. Rồi lại lên cơn. Kinh Thương lại dám làm nhục Cung Luân Hư, về tính cách của Mạc Quyên tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn được. Xem ra Kinh Thương lần này sẽ làm phản rồi. Tôi âm thầm thám thính tình hình của đại tử Minh Cung, đặc biệt là những hoàng tử và công chúa của Kinh Thương. Dạ. Đáp người quá đáng, cả gan giam giữ đệ tử của Cung Luân Hư, còn phát thiệp mừng, sỉ nhục sư tôn nữa. Không sai, Dược Giới thực sự là khinh người quá đáng mà. Dạ sư huynh, nay sư phụ bế quan, đại sư huynh là dẫn người xuống nhân gian tìm người. Cung Luân Hư giờ chỉ còn huynh thôi, chỉ cần huynh nói một tiếng, sư huynh đệ ta cùng tiến vào Dược Giới, cứu cửu sư đệ và tiểu thập thất, cùng đưa về đây. Đúng vậy, đúng. Cũng không thể tự ý làm càn được. Sư phụ. Đứng lên hết đi. Dạ. Sư phụ, cửu sư đệ và thập thức đã bị Diệt Quân Kình Thương bắt đi. Diệt Quân kia còn gửi thiệp mừng khắp nơi, bắt ép cửu sư đệ làm nghĩa tử, mượn cớ sỉ nhục Cung Luân Hư ta. Di phu đã nghe thấy rồi. Chúng con đang nghị bàn, muốn đi đệ tử Minh Cung của các sư đệ về. Một mình ta là được rồi. Dù sao thì Dực Độc cũng chưa chính thức tuyên chiến với Thiên Tộc, không tiện điều động binh lực như vậy. Nhanh chóng triệu hồi Diệp Phong, ta quay về sẽ lập tức phong sơn, không để cho bất cứ ai ra vào Cung Luân Hương. Dạ.